vòng lan hoa của thầy. Thầy sắp đi sang Trung Quốc học rồi, em chúc thầy ngày càng trẻ khỏe, sức khỏe sức trẻ dẻo dai, học hành hăng say và cưới ngay cô vợ đẹp để về cho lớp em cùng bữa ăn cưới thầy. Và thầy đừng bao giờ quên lớp điện tính K32 nha thầy. Thế bây thầy sắp qua bên đấy rồi. Bên đấy bên nào? Bên đấy là bên Trung Quốc á thầy. À, em chúc thầy qua bên đó là mạnh khỏe, học tốt và kiếm được một cô gái Việt Nam, chứ đừng kiếm được cô gái Trung Quốc, do Việt Nam là hàng Việt Nam chất lượng cao. Thôi chúc thầy mạnh khỏe, nhớ tới tụi em vậy rồi. Cảm ơn thầy. Dạ thầy, hôm nay tụi em có chút tâm sự nói thầy, lúc đầu định từng đứa nói mà nhát quá tụi em không dám nói nên đành về ba đứa nói chuyện thầy nó giảm thôi chứ do hồi giờ chưa bao giờ đứng trước phong kính. Đúng quá, em chờ ở đây mới được làm nghệ sĩ một bữa. Ba năm đã qua, ba năm rồi thầy cũng đã chủ nhiệm về tụi em và dành cho tụi em rất nhiều tình cảm, cái đó tụi em rất biết ơn và cảm ơn thầy. Còn một năm nữa tụi em ước ao nếu có thở thì thầy ở lại chủ nhiệm, nhưng mà cái đó là không được bởi vì còn cái tương lai của thầy và con đường học hành của thầy để thầy ngày càng hoàn thiện hơn về bản thân và kiến thức để dìu dắt những cái thế hệ sau này, sau tụi em giỏi hơn tụi em. Và thầy qua Trung Quốc, em thật sự em nói em cũng không muốn thầy qua Trung Quốc đâu, do giờ Trung Quốc đang có không có tranh chấp chủ quyền Việt Nam, nhưng mà qua thầy qua đó học thì em cũng hiểu tại sao ở trên bộ giáo dục học văn như vậy, em không có biết. nhưng mà thầy qua học thì là một học trò thì em mong thầy là qua học giỏi, được thành tích tốt để sớm quay trở về Việt Nam, tiếp tục nhiều nhất những thế hệ tương lai của Việt Nam, và qua đó mình cưới vợ Trung Quốc như thầy, nhớ về Việt Nam cưới vợ em thầy, và qua nhớ mua quà mình nói về cho tụi em thầy, tụi em nhớ thầy nhiều lắm. Em hết rồi, còn hai bạn đây nói với bạn đó. Mình nói với bạn, mình nói đoạn rồi, bây giờ bạn nói trước, mình nói sau. Chú ơi, mới quay ra chuyện với bạn. Nói đây chắc tình cảm của tụi em thì cũng giống nhau hết, có gì bọn Vương cũng đã nói rồi, 3 năm dìu dắt tụi em đi được 3 năm rồi, cho tụi em rất nhiều bài học, rất nhiều tình cảm, và lớp tụi em cũng rất là yêu thầy, nhưng mà rất tiếc là thầy không thể dìu dắt tụi em đi hết được con đường đại học của lớp 932. Chắc có lẽ các bạn cũng rất tiếc. Cảm xúc của em thì cũng giống như của tất cả 44 bạn thì tính cho 32 thôi. Sắp chia tay thầy thì cũng rất buồn. Nhưng biết thế nào được, thầy phải làm nhiệm vụ của mình. Thôi em xin chúc thầy qua bên đó có một sức khỏe thật là dồi dào để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình, và sau này về có thể dìu dắt thêm những thế hệ đi sau của em nữa. Em cũng không biết nói gì hết, em biết chúc thầy rồi, em yêu thầy. Em Hòa Vương với lại kế nó cũng hết ý rồi, em bây giờ em chỉ biết chúc thầy qua bên đó giữ gìn sức khỏe và nhớ tụi em thì kéo lên thầy. Nếu các bạn đã lên thầy nhiều rồi nên em thấy em sẽ không chúc thầy nữa, em sẽ tặng thầy một bài hát nhé. Bài này em mới học xong, đó là bài Giận và Thương đó thầy. Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì dẫn cận kệ, anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyển ngược.
Được rồi. Em mới ngủ dậy nên phòng rất là lộn xộn, quay luôn. Hồi qua uống hơi nhiều nên mà bây giờ rất là mệt. Nhưng mà em cũng thấy rất là vui. Nhưng mà cũng buồn. Mấy bạn thấy mấy bạn buồn lắm thầy ơi. Giờ thì em cũng không có gì hơn. Chúc thầy là lên đường tự lộ bình an, qua đó du học thật tốt. Em thấy thầy qua bên Trung Quốc thì thầy cẩn thận hàng Trung Quốc thầy ơi, nó nguy hiểm lắm. Thôi lời cuối em cũng chúc thầy là gặp thật nhiều may mắn và cả sự như ý. Chào thầy. Thích chưa? Hết rồi. Thầy sắp qua Trung Quốc thì em cũng không biết nói gì hơn nên là em chỉ chúc thầy qua đấy là luôn giữ gìn sức khỏe, thành công trên con đường mình đã chọn. Và em cũng có chuẩn bị cho thầy một món quà, đó là một bó hoa. Nhưng mà giờ em cũng không biết làm sao để chuyển tới cho thầy hết. Nên đây thầy. Cũng giống như thầy nói với các bạn nữ lớp mình là vào các dịp lễ là thầy luôn dành những bông hoa tươi thắm nhất để cho các bạn nữ lớp mình. Khi nào mà thấy những bông hoa đó thì cũng như là thì đó cũng như là món quà thầy hiện nhất tặng cho các bạn. Nên là giờ em cũng hy vọng là thầy coi bên đấy khi mà thấy những bông hoa tươi thắm nhất thì đấy cũng chính là những bông hoa mà các bạn nữ lớp mình nhìn tặng cho thầy. Và cũng như là tập thể địa chính mình dành cho thầy. Em xin hết. Em thương thầy ghê luôn á, tự nhiên thì bỏ tiền mà đi vậy. Giờ không biết nói sao thầy đây. Nhưng mà thầy đi em chúc thầy thành công, được cùng đem về nhiều và thuận lợi hơn, sự nghiệp sẽ mở rộng hơn cho thầy. Nhưng mà thầy phải nhớ hết em nhiều hơn. Một mặt là thầy đi mà không chia tay từ cuối năm được. Lớp 4 năm chia tay mình có mặt thầy vậy, rồi vô đại nhập học cũng có thầy rồi. Buồn ghê luôn. Sao không biết thân giấy. Mấy bữa nữa là thầy đi rồi. Sinh nhật tháng 9 em rất buồn không có thầy. Thầy hơi là buồn ấy. Trở lại đi. Sinh nhật cả Hoàng nữa. Nó quay phim mình tắt không? Không nói là nói. Mà chúc thầy đi thì chúc thầy sức khỏe. Ai cũng chúc nhiều rồi. Thôi thầy, mọi điều tốt lành đến với thầy. Thầy nếu mà cưới được cô đại Trung Quốc thì càng tốt. Thầy có vợ thì nói cho em biết trong cưới với thầy. Sau này mà em lấy vợ lấy chồng phải gọi thầy tới thì chứ. Hello thầy. Chào thầy. Thầy sắp đi Trung Quốc rồi, tụi em không có gì hơn. Chúc thầy qua bên đó học gặp nhiều may mắn, thành công. Cái gì nữa? Dạ, có gì hết, không có gì hơn. Chúc thầy qua bên ấy công tác học tốt, hoàn thành công việc học tập. Vì khi anh mình hoàn thành tốt và nhanh chóng có tin vui cho tụi em được biết. Và em hy vọng là thầy sẽ nhớ đến mà mãi nhớ đến lớp mình với chị Chính K3. Hello thầy. Em Hoàng Thế, em Hồng Lệ. Ngoài những lời chúc tốt đẹp của em không biết nói gì hơn để cảm ơn thầy đã dạy dỗ chúng em. Chúc thầy luôn đẹp trai, xong rồi thầy luôn hoàn thành các công việc. Mãi nhớ đến chúng em. Thầy. Em chào thầy ạ. Thì sau 3 năm thầy chủ nhiệm lớp thì đã để lại cho tụi em và các bạn rất nhiều là cảm xúc. Thì cũng rất là buồn khi là nghe tin là thầy đi du học và không chủ nhiệm được năm cuối của lớp. Và nói chung là 3 năm thì tình cảm của thầy với lại tụi em thì nói chung là nó không có gì nè, thì tụi em không có thể diễn tả được, chỉ biết là trong lòng nó như thế rồi. Nhưng mà cũng không có gì, khi thầy đi học là tụi em mỗi thầy một nơi thì tụi em một nơi, thì chỉ có những lời chúc và những hình ảnh từ cái video này tụi em gửi đến thầy. Thì cũng nhân thế này thì em chúc thầy sức khỏe dồi dào,
qua bên Trung Quốc thì công tác và học tập nghiên cứu là thành công, ngày càng thành công hơn nữa. Và đặc biệt là sau khi đi học xong là nếu thầy có có tổ chức đám cưới thì alo hoặc là nhắn tin cho tụi em một tiếng. Đám cưới ở Việt Nam hay Trung Quốc nhá. Đôi khi là thầy lấy bên Trung Quốc đó. Và thôi em cảm xúc như đó được rồi, giờ em nhường lại bạn Phương. Dạ em chào thầy ạ. Thưa thầy thì thầy không phải là người đầu tiên mà gặp bọn em đầu tiên, và cũng không phải là người để tiễn bọn em đến cuối cùng, đó là qua năm tư. Nhưng mà thầy để lại tình cảm cho bọn em rất là nhiều, không chỉ riêng em mà các bạn trong lớp cũng vậy. Thầy khi mà nghe tin thầy được du học sang Trung Quốc thì một lòng em cũng cảm thấy rất là buồn, bởi vì thầy chủ nhiệm rất là tâm huyết. Nhưng mà nghĩ lại thì em thấy rất là vui, đi qua Trung Quốc thì thầy đem lại cái niềm vinh dự cho cả em, gia đình, các bạn trong lớp, rồi đem lại vinh dự cho cả khoa mình nữa. Nên em chúc thầy sang đó thì có nhiều sức khỏe, thành công hơn nữa trong cái con đường sự nghiệp của thầy, để sau này góp phần làm cho trường mình càng ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy đất nước mình phát triển hơn nữa. Mọi ba chạy vô á. Cố lên thầy á. Thầy ơi cố lên. Và một con nói mà thầy em rất là thích, đó là sống là phải chiến đấu nha thầy. Kè bên đây nói với đây về phong phú. Đây về phong phú. Thôi nói đi nói đi. Phương ơi, ngồi bên Phương cố vào. Phương là đã thích cất hiện nhiều trong clip chứ bộ, nên bạn ngồi đây á. Okay. Chơi, rồi qua. Rồi, vậy ạ. Em chào thầy. Hả? Nói gì vậy? Nói gì đây? Tình cảm của Hào nhiều quá nên không thể nói được thầy ơi. Không. Thầy là mẫu người lý tưởng của em. Đúng rồi. Nói gì vậy? Thôi em không biết nói gì hơn là chúc thầy đi mạnh khỏe, may mắn, qua đó sống hạnh phúc nữa. Vì em ít khi biểu hiện tình cảm nên em chỉ nói như vậy thôi. Tình cảm hay giấu kín trong lòng đó thầy. Tạm biệt thầy. Nước mắt chảy nước vào trong. Chưa. Đâu thế? Chưa. Đâu quay. Mẹ phải quay vô mày. Rồi. Em chào thầy ạ. Rồi dạ. Em không biết nói gì hơn. khi nghe tin thầy qua Trung Quốc thì nói chung ai mất các bạn trong lớp thì ai cũng có tâm sự giống nhau thôi. Thì khi mà thầy qua Trung Quốc thì chúng em không biết nói gì hơn, thì chúc thầy sang Trung Quốc thì học tập tốt và nhớ về Việt Nam thăm bọn em ạ. Và đặc biệt thì em mong thầy đừng quên lớp 9K32 ạ. Thì em xin hát đàn thầy ở hát ạ. Mình chuyến Trung Quốc ạ. Chuyến một đoạn như thầy. Trong đó là phim Lưu Sư Bé Trúc Anh Đài ạ. Qua xe bí ní xu xê chẳng phùng sáng ai bù xí xuê ní chú khó nhà xa lên quay ní lan hút sân ní xa qua yên dư ní xong xa phê phê lì khẩn xa xư nhà phê xa xe ní ní cháu xa phù ní chi ai mù tơ khăn chân ní khuê qua dì khuê ní hai tơ xí bố khăn ai ní xong xa phê xa xe lì mù tơ khâu chân ní phê xa mù tơ. Dạ em hết rồi ta. Em chào thầy.
khi nghe tin thầy đi thì em cũng không biết nói gì hơn hết. Chỉ biết là chúc thầy thực lộ bình an về công tác tốt ở nơi đất khách. Không biết là sau này có được gặp lại hay không, mà hy vọng là video này sẽ lên cho thầy nhớ chúng em hơn. Thật sự bây giờ là tình cảm khó để diễn tả. Có lẽ là 3 năm thì cũng thầy và trò chúng ta cũng đã hiểu nhau hơn, nhiều hơn. Em hy vọng là trong thời gian ngắn thầy sẽ gặp chúng em. Em cũng không có điều gì hơn nữa. Chúc thầy luôn mạnh khỏe và công tác tốt. Xin chào thầy, em tên là Trần Vũ Sơn, học sinh lớp địa chính K32. Qua 3 năm học thầy giảng dạy thì em thu lại được nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm sống. Tôi thầy cho chúng em những cái 3 năm như tình cảm của thầy dành cho lớp học để giúp cho em có động lực học tập và rèn luyện tốt hơn. Qua clip này em xin chúc thầy mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Dạ, em chào thầy ạ. Đầu tiên thì nói chung là lớp mình cũng rất là buồn. Em cũng rất là buồn khi mà biết tin thầy đi du học sang bên Trung Quốc. Nhưng mà dạ em chào thầy ạ. Được tin thầy sang Trung Quốc bọn em lớp trẻ chính buồn nhiều lắm, nhưng mà vì công tác cho nên là không biết thế nào. Giờ thầy đi thì bọn em cũng không biết nói gì, nhưng mà cũng chúc cho thầy sang bên đó thì công tác tốt. Chúc thầy sức khỏe và chúc thầy thành công nhiều. Không biết nói gì nữa hết. Mày nói đi, nhường lời lại cho Thanh. Người ta thường nói thì hạnh phúc không phải đó là cái đích mẹ ta đi tới, mà là chính là con đường mà ta đi. Em chỉ chúc một câu là chúc thầy hạnh phúc trên con đường thầy đi và thành công trong sự nghiệp. Và mong thầy nhớ cưới vợ người Việt Nam. Xem bên Trung Quốc thầy đã có đối tượng người Việt Nam rồi mày. Xem bên Trung Quốc thầy nhớ tìm hiểu về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Tìm hiểu giùm em. Về có thể gì đó giúp đất nước mình một chút. Hy vọng sớm gặp thầy thời gian gần nhất. Mong là chắc chắn sẽ có một ngày gặp thầy gần, quay lại Quy Nhơn và gặp lại thầy. Và một ngày gần nhất. Tiếp tục chiến đấu thầy nha. Bao nhiêu năm qua thì thầy đã giúp đỡ bọn em, và tình cảm của thầy với bọn em là luôn luôn sâu sắc. Và thực sự thì bọn em rất buồn khi nghe tin là thầy đi du học. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì em cũng chúc mừng cho thầy vì thầy sẽ đạt được những ước vọng cho tương lai. Và xin thầy hãy nhớ được với bọn em, và bọn em sẽ mãi mãi là học trò của thầy. Em chào thầy. Kính chào thầy. Hôm nay em xin làm clip này để xin được gửi đến thầy.
cũng như những lời tri ân của em và toàn thể thị trấn 32 là những gì thầy đã dành cho chúng em. Qua bài hát này, em cũng gửi những lời cảm ơn đến thầy. Qua bao năm dạy dỗ chúng em, từ khi chúng em mới chập chững bước vào môi trường đại học này, và bây giờ chúng em đã khôn lớn và trưởng thành hơn nhiều. Và để thầy hiểu rõ hơn lỗi lầm của chúng em, sau đây em xin được trình bày một ca khúc có tựa đề Người Thầy. Là chúc thầy qua đó sức khỏe và vẫn cứ tiếp tục chiến đấu.
Xin chào thầy, tên là Bảo. Giúp thầy, thầy con được sao? Em chào thầy, em là Tân. Em chúc thầy về đó sức khỏe, tình yêu. Chừng nào thầy có giờ nhớ tới địa chính K32 là được. Ok. Em chào thầy, em tên là Đà. Em chúc thầy thành công trong cuộc sống và sớm có em bé. Hai em chào thầy, chúc thầy vui vẻ, thành công, hạnh phúc. Em chào thầy là Hải và em chúc thầy học tập tốt và thành công trong việc. Nói gì là nói. Chào thầy. Xin chúc thầy mà đã kiếm được yêu và sức khỏe. Em chào thầy, em là người chúc thầy xăm nó học tập tốt, chúc thầy những điều tốt nhất. Em chào thầy, em là em xin chúc thầy luôn các bạn là thành công trong cuộc sống và thầy khi nào thầy đi đâu về đâu thì lớp địa chính các bạn ai và cũng luôn nhớ về thầy. Thầy em là Hoàng, sức khỏe thì mấy bạn chúc thầy rất là nhiều. Em chúc thầy là cố gắng giữ sức khỏe và một cái điều một cái điều mà em không ưng ý bạn là thầy đừng cưới vợ Trung Quốc. Em chúc thầy em là Nam, em chúc thầy công tác tốt, sức khỏe tốt, thầy không dồi dào. Chúc thầy thành có chân nhân tốt, yêu người Việt Nam anh em chứ. Em chào thầy. Cho cả khoa mình nữa. Nên em chúc thầy trang đó thì có nhiều